Hello anh em, lại là mình đây. Bữa nay mình tiếp tục lên clip cho anh em nha. Nhìn máy rồi đánh giá nha, khu vực của mình là xài máy gì không á. Em nó có tên gọi là Xtin MS382. Này là kêu bằng là còn nguyên đất của Việt Nam nha, chứ không phải đất Nhật. Nào nói cho rõ, đất của Việt Nam, đất cát, đất cao su của Việt Nam mình, chứ không phải đất Nhật. Để nói đất Nhật người ta đục mình phù mỏ. Anh em nếu mà nhìn vào con máy thì đánh giá được con máy nó cỡ nào ha. Nếu mà anh em biết chơi đó, mình thì mình chỉ quay vậy thôi, anh em tự đánh giá. Sản xuất vào năm 2021. Để mình chùi ra một cái coi nó tháng mấy đây. Tháng 12 năm 2021. Mặt tiền thì long lanh cành đào mà chưa có vệ sinh. Ốc tán thì bảy màu, chỉ đen rồi quá vip rồi ha, chùi tới đâu nó mới tới đó, không có chùi đâu, anh em tự coi đánh giá. Gù vực thì nguyên si, chùi ra nè, đó nhá vậy được rồi, nắp xăng nắp nhớt. Ốc vực đồ nhìn gì hiểu quá anh em. Ốc tán em đi hết hả, thử mới biết đó. Tiếng vậy đó mà không biết còn xài được hay không, anh em tự đánh giá giùm mình ha. Cỡ này không, cỡ này ăn lên thôi. Đem xài quăng vô kho để vậy đó, chắc thì chắc ok chưa. Bô bung rồi là dữ dằn luôn ha, tại chưa vệ sinh nha. Khu vực mình là xài máy cỡ tầm này ăn lên không à. Mua mấy thùng chứ đem về dục vô chuồng gà chơi vậy đó. Tem đít đồ còn nè. Đó. Vì tính là cọp chưa anh em, làm clip này sẵn gửi đến cái bạn mà có cái nickname qua đậu bếp đó nha, vô bạn coi thử coi máy gì coi đủ chất lượng chưa, để bạn quay cái máy của bạn, bạn nói máy của bạn là cọp nhất Việt Nam, của mình gì mà mình còn làm biếng nói chuyện nữa nha, chứ đừng nói câu mà cọp nhất Việt Nam nghe nó nhức cái lỗ tai lắm. Rồi, không để anh em chờ lâu nữa, giờ mình đi vào thực tế test tiếng nổ luôn nha. Anh em nghe rồi đánh giá cho mình. Yeah.
báo với anh em nữa. Nó có chớm ngay chỗ này nha anh em, nó hơi bị nứt nhẹ ở đây xíu, cũng không có ảnh hưởng gì đâu nha. Anh em về lấy dây ràng hay gì quấn đây sơn đó là được rồi. Nè, chớm nhẹ ở đây chút xíu đó, xài máy là nó quăng đầu này quăng đầu kia nó vậy đó. Rồi ok, anh em xem ai yêu thì liên hệ mình, xem clip thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Ok, bye bye, chào tạm biệt anh em.